Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, nhà nước và chính phủ Việt Nam luôn coi trọng củng cố phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga. Trong đó, quan hệ hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột trong quan hệ giữa hai nước. Đặc biệt, hợp tác trong khuôn khổ trung tâm nhiệt đới Việt Nga là một trong những biểu tượng trong quan hệ giữa hai nước. Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko khẳng định, Việt Nam là đối tác lâu dài và tin cậy của Liên bang Nga quan hệ dựa trên nền tảng hữu nghị vững chắc và hợp tác lâu dài cùng có lợi giữa hai nước. Liên bang Nga quan tâm thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là thương mại và đầu tư, khoa học và công nghệ, giáo dục và văn hóa. Phó Thủ tướng Nga đánh giá cao hoạt động của Trung tâm nhiệt đới Việt Nga và tin tưởng rằng, thời gian tới với những thành tựu đột phá trong nghiên cứu khoa học, nơi đây sẽ trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu trong khu vực và trên thế giới. Cũng trong hôm qua, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã đến chào xã giao Đại tướng Sergei Shoigu, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phạm Văn Giang đến Bộ trưởng Sergei Shoigu và mời Bộ trưởng Sergei Shoigu thăm chính thức Việt Nam. Đại tướng Sergei Shoigu nhấn mạnh sẽ thường xuyên quan tâm chỉ đạo, thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương giữa hai nước. Đại tướng Sergei Shoigu vui lòng nhận lời mời thăm chính thức Việt Nam và cho biết sẽ sắp xếp chuyến thăm trong thời gian phù hợp. Tại đối thoại chiến lược quốc phòng Việt Nam Lê Nga lần thứ sáu, hai bên đánh giá hợp tác quốc phòng tiếp tục được triển khai hiệu quả, phù hợp với các thỏa thuận cơ chế hợp tác đã thiết lập. Hai bên trao đổi, thống nhất chủ trương, định hướng quan trọng trong quan hệ hợp tác quốc phòng song phương thời gian tới. Trong thời gian thăm làm việc tại Liên bang Nga, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và đoàn đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Moscow, thăm đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga.